vào cửa Phật, dặn lòng tìm chân chân lý, ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành. Mình tìm xong chân lý rồi, khi mình ra khỏi cổng chùa, mình bảo cái dạ mình á, nhắc mình á, là phải ráng mà tu hành. Vì không học Phật thì không hết ngu, mà không chịu tu thì không hết khổ. Bây giờ mình vào cửa Phật để mình dặn lòng tìm chân lý để cho mình hết. Hết gì? Đó, hết gì? Hết ngu trước. Tào lao. Tìm chân lý để cho mình hiểu bớt ngu, rồi mình ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành mới hết khổ. Trời ơi, vỗ tay trật lất, vỗ tay cái coi. Nghe lại. Này tuổi trẻ tài cao mà chạy mau đá bậy không à. Nhìn cái mặt trẻ măng, thanh niên, lao lên ghi bàn, chạy nhanh hơn người ta lắm. Vừa mới hỏi trả lời liền. Nhưng mà sao tuổi trẻ tài cao mà chạy mau lắm, mà đá bậy không à. Đá khung thành không vô mà đá ngoài khung thành không à. Nghe lại. Hôm nay cũng giống như là một cái bài giảng có tựa đề là khuyến tu vậy. Phật dạy là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sành sào chết dần. Ý Đức Phật này khuyên chúng ta phải lo tu hành khi còn trẻ đó, như cậu đó đó, có sức khỏe, nhanh nhẹn, nhưng phải chính xác. Vào cửa Phật dặn lòng tìm chân lý, là hôm nay mình vào đây mình dặn cái lòng mình là tìm cái gì. Mà muốn hiểu được chân lý là phải dâng kinh thính, thính pháp. Thấy không nè? Có văn, có tư, có tu nữa, có nghe thì mới hiểu chứ. Ta nói tu không học á thì sao? Tu gì? Tu mù. Ờ à, hay. Cái này trúng á. Tu không học thì vô minh che lấp. Vô minh che lấp ở đây giống như là mù, tối thầm. Nhưng mà học không tu thì sao? Ai nhớ? Tuổi trẻ đâu? Sợ, sợ rồi. Sợ sai. Tu mà không học giống như tu mù, mà học không tu giống như cái đãi đựng sách. Hiểu chưa? Mình học giống như cái đãi đựng sách thôi, chứ không có tu, không hành á. Thì câu của người ta nói là tu không học là tu mù, học không tu như cái đãi đựng sách. Mà cái văn chương chút xíu là tu không học thì vô minh che lấp, nhưng mà học không tu thì chấp ngã càng cao. Mình biết nhiều quá thì cái ngã mạn tự cao nó có. Thấy mọi người mày biết của mình biết à, sanh cái tâm ngã mạn. Cho nên phải tu cho nó bớt cái ngã, bớt chấp. Vì vậy quý vị đến đây tham dự khóa tu nhiều khóa, tất nhiên quý vị học nhiều hơn cái người họ mới vô tu. Nhưng mình học để mà mình tu, chứ không phải học để ngã mạn. Đạo Phật chúng ta là như vậy, lấy cái con đường trung đạo, mạnh mẽ nhưng không có thô lỗ, khiêm nhường nhưng không có nhút nhát, khiêm tốn nhưng không có nhu nhược, tự tin chứ không có tự đại. Vỗ tay đi. Thực uổng công ta lên câu vọng cổ thực tập mà không có nhuần nhuyễn vậy trời. Những gì mình có thực tập thì phải nhuần nhuyễn. Nãy có thực tập chưa? Có rồi, cho nên phải nhuần nhuyễn. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị bài giảng là khuyến tu. Để cho mình mà phát tâm tu á, nghe cho kỹ, thì trong kinh Đức Phật dạy phải nghĩ về sự vô thường. Trong kinh Đức Phật dạy có bốn loại ngựa được ví giống như bốn hạng người.
Có những người quý vị biết không, khi họ đến chùa họ chỉ cần nghe một câu kinh thôi: đời là vô thường, không có gì là bền vững. Họ nghe họ ngán ngẩm mà họ về họ lo tu. Thì cũng giống như Đức Phật ví, giống như cái loại ngựa là khi cái người này họ cầm cái roi họ giơ lên thôi là có con ngựa nó tự động nó kéo xe nó chạy rồi. Biết thân biết phận á. Quý vị thấy cái người mà đánh xe ngựa đó, họ cầm cái roi họ giơ lên thôi thì con ngựa thấy cái bóng cây thôi là nó kéo xe đi rồi, nó biết. Thì y chang như trên thế gian này, có những người vào chùa chỉ cần nghe một câu kinh thôi: Sabbe Satta Sabbe Sankhara Anicca, chư hành là vô thường, các pháp là vô thường, cái gì nó cũng vô thường, là họ về họ lo tu. Nhưng mà khổ không nổi, có những cái con ngựa khi mà bóng cây đưa lên nó không chạy, nó đợi cái người đánh xe đó. Sao? Quất vô mông đó, quất chót chót, thì lúc đó nó mới chịu kéo xe chạy. Cũng vậy, có những người vào chùa biết vô thường, nghe hằng ngày, đời vô thường dữ lắm, nghe hoài luôn nhưng mà cũng không thấp. Về nhà thấy cái ông hàng xóm của mình á, ngày hôm qua ông mới gặp mình, cười cười nói chào chào hỏi hỏi, hôm nay ông lăn đùng ông chết. Trời, vô thường mới vậy. Mà quá, ông đó mấy ngày qua gặp ông còn khỏe mà sau nay ông trúng gió hay gì ông chết rồi. Sợ quá, lo tù. Là hạng thứ hai. Cái hạng thứ ba là đánh vào con ngựa, đánh vào trong mông không chịu chạy. Đợi cái người này họ đánh lần thứ hai, và đánh với cái lần này mạnh tay à. Lần đầu là nhịp thôi, nhắc là đi, kéo xe đi, không chạy, không kéo. Kỳ này đánh rất là mạnh, đánh mà nổi lằn lên á, mạnh tay á, thì con ngựa nó mới chịu chạy. Thì ở đây ví dụ giống như những người vào chùa nghe biết cuộc đời là vô thường, kệ, vô thường không nhầm nhòi gì mình đó. Về nhà ông hàng xóm mới ngày hôm qua gặp ông, nay ông quá ra người thiên cổ rồi, cũng bình thường, ông chết chứ mình đâu có chết mà sợ. Nhưng mà bất chợt trong gia đình mình, người thân mình, có thể là cô dì chú bác dòng họ, cậu mợ, thậm chí là anh em cha mẹ, có người mất, thì bắt đầu mới biết lo tu. Mà cái trường hợp chúng tôi thấy nhiều lắm, nhiều gia đình có hữu sự, có tang sự, rồi các thầy các cô đến làm lễ cúng niệm, rồi bắt đầu từ đó người ta mới đi chùa. Là thuộc dạng hạng thứ ba. Chúng tôi trong quá trình tu hành, chúng tôi thấy rất nhiều gia đình là như vậy đó. Trước đây không biết đạo, cũng biết chùa chiền là gì, nhưng mà nhờ trong gia đình mình có hữu sự, rồi các sư, các thầy, các cô mới đến lo cái hậu sự đó, rồi từ đó cái có thiện duyên đi chùa luôn, tu luôn. Có không? Đây có ai có vậy không? Là lớn chút xíu vậy, có không? Đó, vỗ tay cái đi. Là mình nằm ở cái hạng thứ mấy? Thứ ba, ráng sao lên hạng thứ đầu luôn mới ghê. Có hạng ngựa thứ tư là đánh mạnh mà cũng chịu chạy nữa. Đợi người ta dùng cái vật nhọn của cái đầu cây á, giống như cái cây vật nhọn, cái đinh cái gì đó, đâm vô trong thịt á, đâm sâu vô thịt, đau quá bắt đầu mới chịu chạy. Thì Đức Phật ngày ví dụ cũng giống như những người trên cuộc đời này, đến chùa nghe kinh cũng bình thường, nghe xong rồi của thầy trả cho thầy, đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng u phiền phủ vây. Đến chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Đến chùa dễ lắm ai ơi, khó là nhặt được thảnh thơi mang về. Đến chùa nghe xong rồi của thầy trả cho thầy, không có lo tu. Về nhà ông hàng xóm, ông lăn ra ông chết, kệ ông, đâu dính dáng tới mình, hàng xóm mà đâu phải nhà mình đâu, cũng không chịu tu. Trong nhà có người mất, lúc đầu cũng buồn chút, rồi sau đâu cũng vào đó. Không phải mình mất là được rồi. Cuối cùng, một ngày nào đó, soi gương,
thấy cái tuổi xuân xanh nó qua rồi, bắt đầu thấy nào là da nhăn, má cớp, tóc bạc, già đã đến. Lúc đó mới chịu lo tu là hạng ngựa thứ tư. Ở đây có ai vậy không? Có. Mà tu như vậy là tạm được thôi, chứ còn phải chưa được. Ta nói chớ để về già rồi học Phật mà. Ta khuyên mình là phải lo học Phật sớm. Hồi nãy chúng tôi có nói là trẻ không sớm biết tu hành mà không lo tài sản để dành mai sau. Cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xào chết dần. Cho nên để tặng quý vị một bài hát, chịu không? Đang chờ bấm đĩa đã mất tiêu rồi, không biết nữa. Nãy ông đặt trước ở dưới. Lại cái bài này chưa thuộc, phải dòm trong đây mới hát được, chứ không dòm là coi như là hát nó không xong. Ủa, bài đã mất tiêu rồi ta. Quý vị thông cảm đợi một chút, mình tu rồi phải hỷ xả. Có khó chịu không vậy? Không hả? Đâu tìm hoài không thấy. Có rồi. Đã. Cái bài này là cái tựa đề của nó là Đêm Buồn Tỉnh Mộng, được viết theo cái bài nhạc đời là Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Hay quá, hay dữ cái trơn vậy. Tại sao chúng tôi gọi là đêm buồn tỉnh mộng? Vì mình lấy cái bất thiện, cái cảnh buồn á, mà mình tỉnh ngộ. Chuyện nãy giờ chúng tôi nói nào là vô thường, nào là chết chóc, nào là già nua, nào là bệnh hoạn, mình mới lo tu. Hiểu không? Tức là bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Mình lấy khổ đau mình làm nền. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu. Không buồn vui sao hiểu chuyện con người. Có đi qua cơn mưa mới biết thương ngày nắng. Có đi qua trống vắng mới biết cần có nhau. Có trải nghiệm nỗi đau mới biết cần chia sẻ. Có âm thầm lặng lẽ mới biết quý bạn bè. Vỗ tay. Có đêm buồn tỉnh lẻ thì mới có đêm buồn tỉnh mộng. Phải không nè? Không đau khổ thì biết đâu là hạnh phúc. Phải không nè? Nhờ mộng mị hôm nào ta mới tìm về tỉnh thức. Cho nên bài hát Đêm Buồn Tỉnh Mộng, mời quý vị thưởng thức. Đã lâu rồi tôi mong muốn đi tu, những duyên bị trật trần trở. Đến ngày nay nhân viên đều trọn đủ, tôi quyết tâm đi tu hành. Ngày xưa đó tôi tham canh lầm tháng nên say mê chẳng lìa xa. Mấy năm qua rồi tâm tư chợt bừng sáng, soi ra trong vàng pháp, ai chẳng lo tu điều đến vô thường. Ôi nhân gian sâu đau cành làm tháng chẳng lìa xa, còn lưu luyến hỡi ai ơi. Ôi bao nhiêu mộng ước nay đều đã như mộng áo trong bụi đầu. Mau tu tâm làm sao cho sâu đau chẳng còn đây lòng ai quan chẳng dương mang.
Mạo công phu cùng tiến cho hạnh phúc cho chúng sanh đều nương theo. Cõi ta bà khảm nhân mai lo tu mong mong mãi sao được giải thoát. Cảnh lạc bạn lung lung linh linh hào quang chiếu soi thông thông ra mười phương trời. Cùng tu tiên hăng say trong đạo tâm luôn gắng công dày quá cao. Tánh tâm cô tìm chân nhân như nơi Phật phần tánh, xưa nay không sầu não, mong ai cũng trao tâm điều hướng niệm bàn. Mau tu tâm làm sao cho sầu đau, chẳng nhân còn đây lòng ai quan chẳng dương mang. Mạo công phu cùng tiến cho hạnh phúc cho chúng sanh đều nương theo. Cõi ta bà khảm nhân mai lo tu mong mai sao được giải thoát. Cảnh lạc bạn lung lung linh linh hào quang chiếu soi thông thông ra mười phương trời. Cùng tu tiên hăng hăng sai trong đạo tâm luôn gắng công dày quá cao. Tánh tâm cô tìm chân như nơi Phật phần tánh, xưa nay không sầu não, mong ai cũng trao tâm điều hướng niết bàn. Mới ra lò chưa có nhận nhuyễn lắm, lần sau mà ni sư thỉnh lại giảng bài hát bài này là quý vị nghe thấm từ trong ruột luôn á. Cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều. Như vậy thì hôm nay mục đích của chúng ta là khuyến tu, giống như cái tên của chùa chúng ta vậy, Ngọc Châu. Ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý, mà châu báo không màng độ chúng sinh. Đức Phật thì Ngài bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong tự tại, diễn ly thoát trần, pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc cầu kinh khước từ. Bỏ nhà mây trắng là nhà gì? Là cái nhà thế gian, là cái nhà mà nơi đó bao nhiêu là sự ràng buộc khổ đau. Vợ con, chồng con, nhà cửa ruộng vườn đất đai, vàng bạc châu báu tài sản, nó là ngôi nhà mây trắng. Thấy nó vậy như nó ăn mây vậy đó. Quý vị biết mình thấy nó có nhưng mà thật sự nó không có. Hãy học hạnh như đất, chấp nhận và thứ tha. Hãy học hạnh như nước cuốn trôi đi tất cả. Hãy học hạnh như mưa nè, gieo những hạt từ hòa. Hãy học hạnh như lửa, ôm vào lòng chuyển hóa. Hãy học hạnh như mây, chẳng nơi đâu là nhà. Nhà mây trắng mà, mình nói nhà của mình chứ đâu phải nhà của mình đâu. Không tin chúng tôi ở đây quý vị lựa cái nhà nào mà nó có chừng khoảng 100 năm, quý vị vô hỏi nhà của ai, rồi quý vị xem lịch sử coi, ba đời bốn chủ, người nào cũng nói nhà của tôi á, bây giờ hơi đâu mất tiêu hết rồi. Thấy không nè, cái người chủ đầu tiên nói nhà của tôi, sống được vài chục năm, nhường lại cho con cho cháu, hay là kẹt tiền kẹt vốn bán. Cái người khác đến mua nói nhà của tôi, vài bữa nữa chơi hụi, ta giật hụi bán nhà. Thấy không? Rồi cái người thứ ba đến cũng nhà của tôi. Cái chết cái để lại cho đứa con. Đứa con nó mê bài bạc quá, nó bạc.
Người thứ tư đến nhà của tôi. Theo quý vị nhà của ai? Không có ai. Ờ à, hay vỗ tay cái đi. Mới bỏ nhà, bỏ nhà mây trắng ra đi đó. Ngọc Ngài dứt bỏ tìm chân lý. Xã Phú Cầu Bần á, nghèo mà biết đủ là giàu đó nghe. Mà giàu mà không biết đủ vẫn nghèo. Cái chữ bần ở đây mà giàu đó. Đi tìm cái không mà có cái có. Còn người ta đi tìm cái có mà có cái không. Châu báu không màng độ chúng sinh. Đó. Đức Phật thì Ngài bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong tự tại, viễn ly thế tình, là xa rời mấy cái chuyện thế gian. Pháp đen pháp trắng phân minh, hiểu cái từ này không? Là thiện pháp hay là bất thiện pháp, thiện pháp hay là ác pháp, tội hay phước, phải phân minh. Cái nào phải biết cái đó. Chứ nhiều khi mình làm tội không biết mình làm tội, làm phước biết làm phước là tào lao à. Không được. Mình phải có chánh niệm, tỉnh giác, có trí tuệ. Những cái gì nên làm mình làm, phước báo mình nên làm, thiện pháp mình nên làm, tội lỗi dứt khoát không làm, ác nghiệp không làm. Thì cái đó gọi là gì? Pháp đen pháp trắng. Đen trắng là thiện và ác, tốt và xấu, thiện và bất thiện. Phân minh, hiểu phân minh không? Phải nhìn nó rõ sáng suốt. Mình tu mà mình không biết đâu là thiện pháp, đâu là bất thiện pháp là chết. Thân nghiệp khẩu nghiệp lành, ý nghiệp lành thì làm, mà thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp ác thì không làm. Hôm nay mình đến mình tu Bát Quan Trai là cũng để mà thanh lọc tam, thanh tịnh tam nghiệp giới mà. Vui thay từ trẻ đến già đó, thiết tha giữ giới. Sao quên rồi? Chẳng rời, tức là thiết tha giữ giới là mình không có rời cái giới đó. Nghĩa là cái giới nó giúp cho quý vị là không làm điều ác, nó ngăn ngừa làm điều ác. Đó là pháp, pháp đen. Nhưng mà làm điều lành là pháp gì? Pháp trắng. Đó, pháp đen pháp trắng phân minh. Tìm trong an lạc cầu kinh khước từ. Mình từ xưa đến giờ mình tìm an lạc trong cái sự nhận vô mà, chứ không có từ bỏ ra. Thấy không nè? Hãy có thì vui, không thì buồn. Nhận thì vui, ai cho thì vô, mà khước từ buồn lắm. Đức Phật là một cái hình ảnh, một tấm gương sáng của cái việc khước từ. Một sự từ bỏ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với vị, Ngài từ bỏ cái gì? Đó, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, quy quyền địa vị chức tước, ai cao bằng vua mà Ngài bỏ? Đó. Còn mình nói đi tu có gì bỏ? Chẳng như không bỏ mà còn muốn còn muốn có. Đức Phật có, Ngài bỏ. Cho nên đối với chuyện, đối với Ngài cái chuyện không có là cái chuyện bình thường. Tại vì Ngài có còn bỏ mà. Còn mình gì chưa có cho nên mình muốn có. Rồi mình muốn có rồi lại muốn có thêm. Thấy không nè? Mà thật chất ra của cải tài sản vật chất nó cai trị mình mà. Đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh suốt đời, theo lệnh dục tình giác lôi. Cho nên mình không có được phép xài cái chữ từ bỏ. Khước từ, có gì đâu khước từ. Có lần chúng tôi gặp một cái vị thiện trí thức cũng miếng nước kìa, nói chuyện tiếp.
Từ xưa vậy tôi giảng mà chúng tôi hay quên uống nước đó. Giờ tập cho uống nước cho nó quen. Ngồi nói chuyện với nhau á, cái gì đó thì nói rằng là thưa sư, theo con học kinh điển á, thì con thấy Đức Phật á, Ngài mới đúng là một bậc vĩ đại. Vì sao? Ngài từ bỏ vĩ đại. Một sự từ bỏ không có trong lịch sử con người. Kể cả cung vàng điện ngọc, địa vị ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, mà Ngài từ bỏ. Thì nó có một cái bức hình, một cái bức hình nó nói là cái sự từ bỏ. Là Đức Phật đi ở phía trước, sau lưng Đức Phật là gì? Là một con đường dài quanh co. Trên con đường dài đó, quanh co đó, người ta rải đầy vàng bạc châu báu, đầy luôn nha. Và cuối con đường là một chiếc giường, và trên chiếc giường đó là nàng Vayudhala đang ngồi. Biết Vayudhala là ai không? Đó. Mà Đức Phật thì Ngài quay lưng. Cái bức hình này nó hay lắm. Nói là một sự khước từ, một sự từ bỏ. Ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý đó, Ngài bỏ, Ngài quay lưng. Mà khi mà chúng tôi xem bức hình đó xong á, chúng tôi nghĩ phải chi mình ở trong bức hình đó, chắc mình quay lại mình lấy bao bố mình hốt qua. Hốt không? Hốt chen lấn giành giật mà hốt, hốt cho lẹ, hốt đầy bao bố rồi. Mà Đức Phật Ngài nhìn mấy cái này là gì? Tiền tài là lao ngục, nó giam mình. Mà sắc dục là gươm đau, mà danh cao là hố thẩm. Càng cao danh vọng thì càng dài gian nan, càng cao thì té càng đau. Thấy không nè? Danh cao là hố thẩm, thực ẩm là bùa mê, ăn càng nhiều nó càng ngu. Mà mình thì ham mấy cái thứ này lắm, ham ăn, ham ngủ, ham tiền đó, ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc khỏi vào chùa am. Bây giờ mà còn vào chùa am vậy là biết mình còn, còn gì? Còn gì? Còn ham, đúng rồi, ham dữ lắm đó. Thì hôm nay cái bài giảng hôm nay mục đích của mình là phải nghe về cái sự vô thường của cuộc đời. Đúng nè, bớt bon chen, giành giật, hơn thua đi. Nếu ta đã chọn con đường tu Phật, đừng bao giờ tính đến chuyện hơn thua. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Hôm nay mình đến đây để mình học Phật, để mình bớt gì? Bớt ngu, trời ơi, bớt khổ nữa. Càng học càng ngu à. Cái này mới tu mình tưởng ngon, mà tu lâu mới biết mình còn quá ngu à. Học Phật để mình bớt ngu, thông minh lên. Nhưng mà không chịu tu thì không hết khổ đó. Mình muốn hết khổ thì phải lo tu, mà muốn hết ngu thì phải lo học. Hiểu chưa? Cái lẩm lặn hoài à, đọc theo đi. Không học Phật thì không hết ngu, không chịu tu thì không hết khổ, khổ càng tu học khổ mới tiêu, khổ mà không tu khổ càng nhiều. Đọc lại nghe coi. Không có vụ cười trừ à. Không có cái vụ chơi là không biết cái người cười nghe răng cười cái trừ quá rồi, quề cả làng cả xóm không được.
Thật sự là chúng tôi không phải làm khó quý vị. Chúng tôi nói để cho quý vị thấy được là cái khổ của giảng sư, để mình thương giảng sư nhiều hơn. Quý vị có một câu mà đọc nãy giờ mà hỏi lại cái cười trừ. Giảng sư phải một chục câu như vậy mới lên đây mới được chứ. Lên đây mà không ủa rồi lấy ngồi cười trừ xong rồi hồi hướng nghỉ hả? Ni sư thỉnh giảng sư ở đây giảng pháp cái lên đây cái ủa thôi quý vị ơi, hồi hướng nghỉ được rồi. Đâu có được, phải không? Đó, cho nên giảng sư phải nhớ một chục câu như vậy. Quý vị có một câu à? Nhớ muốn xỉu luôn vậy. Đọc lại. Không học Phật thì không hết ngu, không chịu tu thì không hết khổ, khổ càng tu học khổ mới tiêu, khổ mà không tu khổ càng nhiều. Thuộc chưa? Thấy không? Học cho tới giờ ngò cũng chưa thuộc nữa. Giờ văn nghệ giải trí đi, cho đầu óc nó thanh thản ra học nó mới nhớ. Giờ ép nó quá nhức đầu lắm. Nhất là cái thời kỳ hậu Covid nữa. Sao nhớ nổi? Bây giờ ai chích ngừa rồi nó lẩn quên. Không nhớ nổi đâu. Chúng tôi đây là giảng sư chuyên nghiệp đó, mà đi giả như cũng quên. Để quý vị nghe cái vụ này để quý vị thông cảm. Lỡ mà giảng sư có quên quý vị thông cảm không? Đó, vỗ tay. Sao nhớ nổi? Quý vị biết tại sao mà chúng tôi lên đây mà trên bàn chúng tôi một sắp tài liệu không? Vì ngày xưa chúng tôi có học một câu hay lắm. Câu đó câu gì biết không? Thông minh không bằng cái gì ta? Gì mới đây quên nữa rồi à, chút xíu nhớ nói cho nghe chứ giờ mau quên quá. Hả? Cần cầu bồ thông minh, thông minh không bằng tài liệu gì đó. Đại khái là có à, cái gì đó tài liệu đó. Đại khái tài liệu là hơn cả thông minh đó. Bây giờ mời quý vị thưởng thức văn nghệ. Bài hát này là bài hát của cái tâm trạng của một cái vị giảng sư. Khi mà đi thuyết giảng xong mà người ta phát tâm lo tu á, cái vị này mừng dữ lắm. Hôm nay nghe bài giảng này rồi mà quý vị vào cửa Phật dặn lòng tìm chân lý, mà ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành là giảng sư thành công. Mục đích hôm nay là để vậy đó. Hôm nay là mong quý vị đến đây để mình tìm chân lý. Nghe xong mình hiểu rồi mình mới bảo dạ gắn tu hành. Thấy không nè? Thì nếu mình làm được cái vậy á thì coi như là cái bài giảng của vị giảng sư hôm nay được gọi là thành công mỹ mãn. Cho nên tặng quý vị bài hát Về Bên Cõi Phật cho một tràng vỗ tay. Ra miền Trung mà hát dân ca miền Nam nó mới hấp dẫn. Nó mới ngọt ngào. Nghe ai phát tâm lo tu sự mừng thầm mà niềm vui khôn xiết, cảnh đời ngày càng đau thương mấy ai đâu mà lo xưa mình đường Tây Phương ngày đêm rong mơ. Mà người không ai đến nơi cứ sai đắm hoài cõi trần khổ đau thân đỏ đài. Tu đi chớ nên nghĩ nàng cho lỡ làng, đời thôi nên chán
gắng gắng lòng lòng niệm Phật phần công công phu để mai đây về bên cõi Phật phần đường an vui nhàn thân vinh vinh kim. Đời là hỏi tâm tâm khổ đau đã bao kiếp rồi đắm chìm biển mê ôi nghẹn ngào. Về cực lạc Tây phương sướng vui ngàn năm năm chẳng chẳng buồn sớm chiều nâu xứ soi kinh mong mong cầu trần trần gian thái bình bình bình. Người trong trong năm năm châu biết tình tình bác ái thương nhau nâng nâng đỡ nhau tu hành cho cửa thiền ngát một mùi hương mau chân chân đến nơi Tây Thiên cho cuộc đời bình bình yên mãi mãi tháng ngày cười hát đóng đóng chơi cánh an vui rồi da gà tiếng cười đường Tây đường về Tây. Quý vị làm cái tôm làm lại làm lại làm lại mau chân nhân đến nơi Tây Thiên cho cuộc đời bình bình yên mãi mãi tháng ngày cười hát đóng đóng chơi cánh an vui rộn vang và tiếng cười đầy thân tiên nào ai hay biết. Đường về Tây phương chẳng chẳng xa khó khăn tiếc tiếc là lòng người chẳng chẳng tu cho thật ca thà. Đường về Tây phương chẳng chẳng xa khó khăn tiếc tiếc là lòng người chẳng chẳng tu cho thật ca thà. Nhớ tu cho thật thà nghe, tu mà không thật thà là không có về đâu. Phải thật tu trong lòng quý vị, mà cái tâm mà thật tu thì tự nhiên nó có Phật à, thấy không? Mà tâm mà quý vị mà nó không thật thì Phật nó đi vắng à. Nhớ chưa? Đó, như vậy thì bây giờ muốn mà chúng ta phát tâm tu á thì ở đây chúng ta phải nghe lời Đức Phật. Vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không, sao không tìm ánh sáng hồng thoát ly. Người nay như lá vàng khô phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, chưa tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Bây giờ mới vỗ tay rồi. Chết rồi. Ủa công người ta thực tập nguyên câu cầm cổ chưa có xuống giọng gì hết trơn, mới có lưng chừng rồi vỗ tay. Đúng không nè? Người nay như lá vàng khô cái thân này nè. Thật sự ra quý vị nói là người già là lá vàng, người trẻ là lá xanh. Chúng tôi nói sai. Trẻ hay già đều lá vàng hết. Vô thường nó đến đó. Xin lỗi quý vị, xanh vàng gì rụng hết, hiểu không? Cái lá cây một cơn gió thổi qua vàng rụng rồi xanh nó cũng rụng chứ. Đừng có tưởng chỉ có người già rụng không đó mà. Đâu phải già rồi mới chết, đúng không nè? Đâu phải để về già rồi mới chết. Trẻ cũng bị vô thường, muôn dạng trăm nẻo đường làm sao tránh cửa tử. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con hay là chồng con dẫu có chí tình cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết á. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi mà quyền lực cũng buông thôi.
bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi theo nghiệp mình đã tạo. Chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Bác nãy đây thấy chúng tôi vừa chuẩn bị xuống giọng mà giơ tay lên rồi đó. Giơ tay chuẩn bị sẵn à. Quý vị vỗ tay có mỏi không? Tập thể dục luôn rồi. Hay quá. Cuộc sống này không gì là mãi mãi, đời vô thường được mất thoáng qua thôi. Hãy chấp nhận khi quá khứ qua rồi, bao sầu khổ cho trôi vào quên lãng. Ai đang sống ê chề và chán nản, hãy quyết tâm đi hết đoạn đường đời. Dù cảnh đời ngang trái lệ sầu rơi, hãy vững bước sẽ đến nơi hạnh phúc. Cho nên mình phải tu cho thật thà, chứ tu không thật, không có nhiệt tâm tinh cần, tu lơ mơ mà biết nào tới. Sống cho ngay thẳng thật thà, dù là thua thiệt vậy mà bình yên. Nhân quả rồi sẽ hiện tiền, cho đi không mất phước điền về sau. Vì vậy hôm nay dựa vào cái câu đối của một Phật tử thầy giáo của chùa Ngọc Châu tặng cho chùa, chúng tôi khởi lên cái tác ý là giảng cái bài giảng khuyến tu này. Cái câu đối của chùa quý vị có thuộc không? Không được, phải thuộc. Tại cái bài giảng hôm nay nó nhờ cái câu đối này nó mới có cái bài giảng này. Bây giờ tôi đọc trước, đi đọc theo nha. Hai câu dễ nhớ. Ngọc Châu mà, lấy cái tên chùa Ngọc Châu mà. Ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý, 2, 3. Châu báo không màng độ chúng sinh. Làm lại, ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý. Châu báo không màng độ chúng sinh. Vào cửa Phật dặn lòng tìm chân lý. Ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành. Làm lại, ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý. Châu báo không màng độ chúng sinh. Vào cửa Phật dặn lòng tìm chân lý. Ra cổng chùa bảo dạ ráng tu hành. Đọc thuộc cái này đi rồi nghỉ. Trời ơi, dưới lầm nhầm biết thuộc nổi không nữa. Bây giờ chúng tôi bắt nhịp đi đọc theo nha. Ngọc Châu nha. Nhớ chưa, Ngọc Châu là tên của chùa không? Ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý, 2, 3. Châu. Trời ơi, không có thầy đi không nổi à. Bởi vậy không thầy đó mày làm nên rồi. Phải xin đi theo thầy. Có thầy hướng dẫn cái đọc ào ào à. Ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý. Châu báo không màng độ chúng sinh. Vào cửa Phật dặn lòng tìm chân lý. Ra cổng chùa bảo dạ ráng tu hành. 2, 3 làm lại. Sao rồi xong. Thôi quý vị nghe cái bài phải có thầy hướng dẫn mới được. Bởi vậy không thầy không bao giờ làm được. Để tặng quý vị thêm bài hát Con xin đi theo thầy. Con xin đi theo thầy tìm cho ra chân lý. Con xin đi theo thầy ngồi dưới gốc bồ đề. Buồn buồn con khóc hú hú nửa đêm.
đêm không cho thầy ngủ. Buồn buồn con khóc hi hi, nửa đêm không cho thầy nằm. Bao nhiêu chè, bao nhiêu xôi, bao nhiêu bánh con ăn hết rồi. Ôi sung sướng quá đi thầy ơi, ôi sung sướng quá đi sư phụ ơi. Trời ơi, theo thầy tìm chân lý mà luôn cũng ăn với uống không. Sao nhớ nổi. Thôi thì thưa với quý vị, quý vị muốn nhớ không? Muốn không? Về lên YouTube, bấm vào Sen Hồng Video. Đây, đây là chú Thanh Việt, một người quay phim cho Phật giáo. Trong kênh của chú có hàng ngàn bài pháp của hàng trăm vị giảng sư. Quý vị mặc sức mà vô nghe, mà nhất nhớ chọn giảng sư Chánh Định nghe. Để chi vậy? Để thuộc cái cây này. Hẹn quý vị lần sau trả bài nghe. Đọc lại lần cuối rồi kết thúc hết giờ rồi. Ngọc Châu là gì? Ngọc sao? Trời, Ngọc ai chú báo sao vậy? Cái cô này đầu óc của cổ mở miệng ra là không ngọc ngài châu báo thì cũng tiền bạc à. Ba câu là dính cái đó rồi à. Không có câu nào mà nghe chân lý rồi mà. Ngọc ngà vứt bỏ tìm chân lý, chứ ngọc ngà châu báo đâu đây? À, thôi về lên trên YouTube nha. Phải biết xài YouTube không? Sen Hồng Video, ngày 3 tháng 10, giảng sư Thích Chánh Định. Vô nghe cái bài giảng này là thuộc à. Mở ra nghe đi nghe lại, lần sau ra trả bài nghe. Thôi thì giờ khép lại hết giờ rồi. Trước khi khép lại bài giảng hôm nay, cho phép Chánh Định nói lời niệm ân đến chư tôn thiền đức tăng ni trong ban tổ chức khóa tu tại chùa Ngọc Châu này. Cũng xin nói lời tri ân đến ni sư trụ trì, và đặc biệt là tri ân đến toàn thể chư thiện nam tín nữ xa gần thương mến của chúng tôi. Mặc dù là trời mưa gió bão bùng, nhưng mà không ngăn được bước chân tu tập tinh tấn của quý vị đã có mặt ở đây giúp cho Chánh Định hoàn thành bài giảng một cách vô cùng xuất sắc.